tại Việt Nam có nhiều miếu Ba Cô như ở Quảng Ninh, Tây Ninh. Thế nhưng, mỗi khi đi ngang qua miếu Ba Cô ở lưng chừng đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, nhiều người vẫn có cảm giác rần rần với nhiều huyền tích. Quốc lộ 20 là tuyến đường độc đạo nối thành phố Hồ Chí Minh với cao nguyên Lang Biang, cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Muốn đến phố Hoa Đà Lạt, đầu tiên phải đi qua đèo Bảo Lộc, còn gọi là đèo Plao theo tiếng Cửa Ho, dài 10 km, tiếp theo là vượt đèo Pren. Đèo Bảo Lộc là ranh giới giữa địa phận thành phố mới Bảo Lộc được lên hạng năm 2010 và huyện Đà Hoai. Với cắm tài xế miền Đông thì hãy nhất là phải vượt qua những khúc cua tay áo trên đèo Bảo Lộc, một bên là núi Lưu Vu theo tiếng gọi của dân địa phương, toàn hoa tím của núi rừng và màu xanh ngút ngàn của hoa chuối và cây cổ thụ, bên kia là vực thẳm. Thế nhưng, điều họ vẫn sợ nhất là đi vào ban đêm khi gặp lời đồn thổi về ba thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc buông dài, mặc đồ trắng, đứng vẫy xe. Điều này giống như lời nguyện của những người kết hư cấu khi tạo dựng một câu chuyện y hệt trên đèo Pren khi chúng ta đi ngang qua biệt điện Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu của Ngụy Quyền Sài Gòn. Trên chuyến taxi 7 chỗ xuất phát từ thủ phủ Ngàn Thông Đà Lạt, trực chỉ miếu mộ Ba Cô, anh Hùng, một tài xế còn phụ họa thêm cho việc mê tín dị đoan để thu hút du khách. Anh tài xế này nói về lời nguyện chết chóc trên đèo Bảo Lộc. Trước đây, có ba cô gái tên là Loan, Hòa, Thảo là người dân miền đất Bảo Lộc, đều là sinh viên đang học tại Sài Gòn. Mùa hè đến, khi ba cô trên chuyến xe về quê, chạy tới khúc cua này thì bị lật xe và lao xuống vực tử nạn. Không lâu sau đó, có một đoàn xe du lịch lên Đà Lạt chạy tới khúc quanh này cũng bị lật xe và lao xuống vực. May mắn thay, trong đoàn xe ấy còn 4 người sống sót, gồm một chàng trai và 3 cô gái. Dù rất yếu sau vụ tai nạn, nhưng cả 4 người đều cố động viên nhau để cùng leo lên tới mặt đường. Trong quá trình leo lên dốc, cả 4 người đã làm quen với nhau, nói chuyện rất vui vẻ, hợp ý nhau. Do chàng trai bị thương nặng hơn nên thường xuyên được ba cô gái dìu dắt kéo lên. Khi lên tới mặt đường, do đối sức, chàng trai ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chàng trai thấy mình nằm trong bệnh viện nhưng không thấy ba cô gái kia đâu. Chàng hỏi mọi người thì biết rằng người ta chỉ thấy có mỗi mình chàng nằm trên đường mà không hề thấy có thêm ai cả. Khi chàng miêu tả nhận dạng ba cô gái, cảnh sát cho biết toàn bộ số người trong đoàn xe ấy đã thiệt mạng. Chàng là người duy nhất may mắn sống sót. Hình dáng chàng trai miêu tả rất giống với ba cô gái bị tử nạn lúc trước. Người ta cho rằng vì chết quá trẻ và còn trên trắng, nên oan hồn của ba cô gái lúc trước cứ vất vưởng nơi chân đèo. Khi gặp trường hợp tai nạn tương tự, đã hiện lên giúp đỡ chàng trai trẻ thoát chết. Dân làng nơi đây đã lập một ngôi miếu nhỏ bên chân đèo để cầu siêu cho linh hồn của những người chết oan vì tai nạn xe cộ, nhất là oan hồn của ba cô gái trẻ. Từ đó, tai nạn xe cộ ngay chỗ đèo nguy hiểm cũng bớt, và sau này người ta không còn thấy ba cô hiện ra nữa. Bước xuống xe ô tô, khi chúng tôi chụp ảnh miếu ba cô, bà Vũ Thị Thuận bán nước gần miếu ba cô, vội xua tay rồi hoảng hốt nói: "Cậu đừng chụp ảnh quay phim làm gì nhé, trong đó linh thiêng lắm, chụp vào là hư máy ảnh đó." Nhiều người khách du lịch cũng xì xầm làm theo. Chúng tôi vừa nghe vừa phì cười khi câu chuyện này xảy ra hình ở các biệt thự không người ở cửa ngõ vào thành phố Nà Hoa. Miếu Ba Cô có nét lai tạp giữa kiến trúc của đền và chùa. Sau khi thắp mấy nén nhang, chúng tôi gặp bà Đặng Thị Lộc, pháp danh Tam Phước, là chủ trì miếu Ba Cô. Bà Lộc là con của hai người lập miếu là ông Đặng Hà và bà Nguyễn Thị Biện. Hướng ánh mắt xa xăm về đại ngàn xanh thẳm, bà Lộc kể: "Năm 17 tuổi, dưới thời Pháp thuộc, ba tôi từ Bình Định lên đây tìm miền đất mới và trú lính. Khi tới con đèo này, thấy có nhiều vụ tai nạn thương tâm quá do địa hình khắc nghiệt, nên ba tôi đã dựng miếu này để thờ cúng. Hiện trong miếu còn có bàn thờ ông Hà, bà Biện cùng gia quyến của bà Lộc. Lúc đầu, miếu thờ nhỏ lắm, nhưng sau đó nhờ công sức và tiền bạc của bá tánh gần xa ủng hộ nên miếu mới khang trang như bây giờ.
Lý giải về ba cô gái trong lời nguyền chết chóc, bà Lộc nói rằng trước đây mộ của ba cô gái quê ở Sài Gòn chứ không phải dân Bảo Lộc như lời phỏng đoán, chôn xác bên đường nhưng nay đã được người thân bốc đưa về Sài Gòn. Tới đây tôi nhớ đến câu chuyện về mộ phần an tâm chị Thảo trong câu chuyện tình yêu say đắm ở hồ Than Thở, thành phố Đà Lạt cũng được bốc cốt, nhưng người dân địa phương vẫn kháo nhau vì rất nhiều kịch bản trái ngược hoàn toàn so với nguyên gốc. Hỏi chuyện về ba oan hồn trinh nữ trong lời hư cấu của người dân, bà Lộc chia sẻ: tôi ở đây bao nhiêu năm mà không thấy gì cả. Việc tài xế dừng chân ở đây cúng kiến chỉ là họ tin tâm linh, chứ có ma quỷ oan hồn nào đâu. Giờ đây con đèo này giờ nào cũng có xe hơi xe máy đi qua, chứ ngày xưa thì cô quản lắm. Một tài xế xe khách Phương Trang đứng cạnh tôi nói rằng cứ một giờ sẽ có một chuyến xe xuôi ngược Sài Gòn Đà Lạt. Dù xếp tài vào đêm khuya, nhưng qua đây anh tài xế này vẫn kỳ vù huyết sáo, chứ không thấy có gì ngoài đèo dốc quanh co. Có lẽ do một hai tài xế thần hồn ác thần tính nên mới nghĩ ra đủ chuyện để hù bà bè, mua vui mà thôi. Là người dân sở tại thường hay lên miếu chơi, em Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1993, quê xã Đàm Ri, huyện Bảo Lộc, hiện là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2, đóng tại quận 9, chia sẻ: nhiều năm rồi, hễ về quê nghỉ cuối tuần, bạn bè em hay lên miếu chơi từ sáng sớm đến khuya tối mà không thấy ma quỷ hay bóng hình gì cả. Đây chính là một nhân chứng xác thực. Ông Trần Tân, trưởng phòng văn hóa thông tin và du lịch huyện Đa Hoai cho biết, miếu Ba Cô thuộc sự quản lý của ngành văn hóa theo tín ngưỡng của người dân, được duy tu bảo dưỡng nhưng không có kế hoạch phát triển vì sợ đồi núi sạt lở vào mùa mưa. Ông Tân khẳng định ở đây hoàn toàn không có chuyện oan hồn trinh nữ, mà tất cả là bịa đặt. Nhiều cán bộ tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết câu chuyện oan hồn trinh nữ giống như các ngôi nhà ma mà chúng tôi từng phanh phui trên báo là chuyện thêu dệt hoa gấm, hoàn toàn bịa đặt. Một số tài xế xe khách, xe taxi vì muốn hút khách để chở đi tham quan, du lịch nên đã bịa chuyện nhằm kiếm tiền chạy xe. Trời cao nguyên bỗng âm u vì những cơn mưa nặng hạt, mịt mù mặt đất. Tôi đi trong gió, trong mưa, trong hơi thở của rừng già vọng về và suy nghĩ về lời đồn thổi làm cho xứ sở phong reo mang nhiều sắc màu đã được giải mã kịp thời.